Rồi nó chuyển qua rồi đó. Con lấy đầu dưới rồi. Em quay xe. Đây nè, em cắm vô hai đường dây này. Đỏ cho đỏ, đen trắng cho trắng ha. Hai này ha. Để nó xuống một chút. Sỏi đi rồi. Chỉ là hai cái ngoài thôi. Hai cái ngoài. Còn mấy cái trong này là nó có chuyện của nó chị? Mấy cái trong này là nó xài cho mỗi chức năng riêng. Cái đường chiếc nó xài riêng. Mít nó xài riêng, bát nó xài riêng. Ví dụ vậy, mình đâu có xài riêng nữa đó. Cái dòng này với lại là cái gì technique á, cái cũng như nhau hả? Có... Ừ, này đẳng cấp hơn một tí à. Đẳng cấp hơn. Cái đi chồng. Để ngửa luôn hả? Hay là không, về là đây để ngoài kia đi. Để ngoài kia nhẹ nhẹ thôi nha. Đi nào cũng rớt, bắt đầu nó rớt. Nhẹ thôi, để việc làm chứ. Quay, xoay. Đợi đất luôn, nhẹ thôi. Rút kia ra hết rồi lắc lắc. Trời ơi, tôi nghĩ nó 2 mấy ký á. Thì nó tìm qua nó thì nó cái đấy đó. Cái
cho ba mấy miếng giấy báo. Dạ chống đứng á, chống đứng á. Yeah.